Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu sau bão số 3 gây mưa to đến rất to tại vùng núi và Trung du Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố lệnh báo động 1 trên sông Hồng. Tính từ năm 2008 đến nay, sông Hồng mới lên cao ở mức này, nên người dân có thể chủ quan thiếu kỹ năng ứng phó, chính quyền có thể bị động. Ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành văn bản về việc cho phép các lực lượng chuyên môn về dịch vụ công chánh tham gia hỗ trợ các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo lãnh đạo quân khu 2, hiện nước sông Hồng chảy qua đoạn cầu bị sập không thuận lợi cho việc lắp đặt cầu phao. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông dâng cao khiến cho tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ bị ngập sâu 20cm, ùn tắc kéo dài trên tuyến. Trên mạng xã hội hiện đang xuất hiện một số hình ảnh và thông tin cho rằng đê ở các địa phương của Hải Dương như huyện Thanh Hà, Cẩm Giang, Tứ Kỳ bị vỡ. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt ở Vân Nam và cử một nhóm công tác đến tỉnh này để hướng dẫn và hỗ trợ. Giới chức Gaza nói Israel tập kích vùng nhân đạo Al-Mawasi khiến 40 người chết và 60 người bị thương. Bây giờ là 18 giờ. Xin mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật các tin tức mới ngay sau đây. Hiện nay, mực nước sông Hồng, sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái đang vượt trên báo động 3. Mực nước sông Lô đang tiếp tục lên nhanh do hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Trên lưu vực sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình đang tăng nhanh. Hồ đang mở 2 cửa xả đáy và sẽ tiếp tục mở thêm. Mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện xả lũ đã gây lũ lớn lịch sử trên các sông Hồng, sông Cầu, sông Lục Nam, gây ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh thành phố như Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Nội. Theo thống kê, mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang lên nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn. Hiện mực nước sông Thao lên hơn 87m, vượt đỉnh tồn tại 53 năm, sông Cầu gần 29m, vượt đỉnh 65 năm. Theo thống kê, tính đến ngày hôm nay 10 tháng 9, có ít nhất 104 người chết và mất tích do bão Yagi. Thiệt hại lớn nhất là Cao Bằng với hàng loạt vụ sạt lở làm 17 người chết, 38 người mất tích, 12 người bị thương. Lào Cai cũng chịu nhiều thiệt hại với 20 người chết, 11 người mất tích và 14 người bị thương. Bão lũ đã khiến 9 người chết ở Quảng Ninh, 7 người ở Yên Bái. Còn Hà Nội, Hòa Bình mỗi nơi 4 người. Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang mỗi nơi có 2 người chết. Hải Dương, Bắc Giang, Hà Giang, Lai Châu mỗi nơi một người. Lũ trên sông Hồng ở Phú Thọ đã làm sập hai nhịp cầu Phong Châu khiến 13 người mất tích. Về cơ sở hạ tầng, hàng loạt hệ thống điện bị sự cố, gồm 12 đoạn đường dây 500 kV, 36 đường dây 220 kV, 173 đường dây 110 kV và 5.305 cột điện bị gãy đổ. Hàng chục ngàn căn nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Ninh có 20.245 căn, Hải Phòng 13.927 căn, Bắc Ninh 3.450 căn. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội có chiều dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, bao phủ diện tích 11.000 ha, thuộc 13 quận huyện gồm Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm. Khi nước sông Hồng dâng cao do mưa lũ, phạm vi tác động rất rộng, lên tới hàng trăm ngàn dân. Hiện nước sông Hồng dâng nhanh, tràn vào khu dân cư ven sông ở quận Hoàng Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm. Chính quyền hạn chế xe tải qua cầu Trương Dương, dừng tàu chạy qua cầu Long Biên. Tại quận Hoàng Kiếm, Ủy ban Nhân dân quận đã di dời hàng trăm người dân ra khỏi vùng báo động lũ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép lực lượng chuyên môn, kỹ thuật của thành phố Hồ Chí Minh thuộc các doanh nghiệp đơn vị đến hỗ trợ các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3,
gồm Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị này được yêu cầu khẩn trương bố trí lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật nhanh chóng đến các địa phương phía Bắc kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Việc hỗ trợ phải đảm bảo theo tinh thần nêu trên và chấp hành theo sự điều động của lãnh đạo các địa phương. Trong ngày 9 tháng 9, các lực lượng đã đến hai địa phương và lập tức tham gia giải tỏa cây xanh bị ngã đổ, trực tiếp chỉ huy lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố cây ngã đổ tại thành phố Hải Phòng, đoàn gồm có 28 người. Ngay sau khi đến nơi, lực lượng đã phối hợp hỗ trợ lực lượng công viên cây xanh thành phố Hải Phòng tổ chức cắt tỉa cây ngã vào nhà dân, khu dân cư, giải tỏa giao thông. Đoàn hỗ trợ thành phố Hà Nội gồm 20 người đã phối hợp với lực lượng địa phương, đội hình hỗ trợ đã xuống đường ngay trong đêm để hỗ trợ cắt tỉa cây xanh bị ngã đổ trên phố Phan Đình Phùng, đồng thời thu dọn cây chắn đường để giải tỏa giao thông. Theo Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo binh chủng công binh chuẩn bị khảo sát dòng chảy để tiến hành lắp đặt cầu phao khi đủ điều kiện cho phép, bảo đảm việc đi lại sinh hoạt cho người dân. Việc lắp đặt cầu phao theo Trung tướng Phạm Đức Duyên với tinh thần cố gắng cao nhất, trách nhiệm lớn nhất, thi công không quản ngày đêm, ngày nghỉ để sớm hoàn thành lắp đặt cầu phao. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã đề nghị Bộ Quốc phòng Quân khu 2 lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời phục vụ đi lại của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C hiện tại, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Giẻ, từ khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 9, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ qua huyện Thường Tín bị ngập nặng do nước từ khu vực hạ lưu và đường gom tràn lên. Làn khẩn cấp và làn số 2 cả hai chiều đều bị ngập, gây ùn tắc kéo dài khoảng 2 đến 3 km. Để hạn chế xe vào cao tốc, cảnh sát giao thông nhiều thời điểm phải phân luồng, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn cho lái xe. Xe chiều Pháp Vân Cầu Giẻ được yêu cầu quay đầu ở khu vực trước trạm thu phí Pháp Vân để đi sang quốc lộ 1. Ở chiều cầu Giẻ Pháp Vân, tại khu vực Vạn Điểm lên cao tốc cũng bị đóng, phương tiện được hướng dẫn lưu thông sang quốc lộ 1. Ngay sau khi nước rút, cao tốc sẽ được thông xe trở lại. Được biết, cao tốc cầu Giẻ Ninh Bình là tuyến huyết mạch phía Nam Hà Nội, lưu lượng trung bình hiện nay khoảng 60.000 phương tiện mỗi ngày đêm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và nhiều hội nhóm trên Zalo về việc vỡ đê, phá đê để phân lũ ở huyện Tứ Kỳ, huyện Cẩm Giàng, huyện Thanh Hà, thành phố Chí Linh là thông tin sai sự thật. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, tình hình đê điều trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, không có sự cố. Chính quyền tỉnh Hải Dương đề nghị người dân theo dõi thông tin trên đài, báo tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các trang thông tin chính thức của các cơ quan chức năng. Tuyệt đối không nghe, tin theo những thông tin sai sự thật đăng trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Chính quyền đề nghị người dân khi phát hiện thông tin sai sự thật cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã thông báo phân bổ khoảng 28 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả siêu bão Yagi. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, đồng thời tạo điều kiện khôi phục nhanh chóng điều kiện sống và làm việc bình thường của người dân. Trước đó, các ban chỉ huy và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phối hợp với Bộ Tài nguyên nước cùng các cơ quan chính phủ khác để cùng chỉ đạo về việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và đảm bảo cung cấp viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cũng kêu gọi chính quyền địa phương nỗ lực sơ tán và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, cũng như chuẩn bị triển khai các hoạt động cứu hộ. Các nhân chứng và nhân viên y tế cho biết khu liều trại tại Al-Mawasi là khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở thành phố Khan Yunis tại phía nam dải Gaza đã trúng ít nhất 4 tên lửa vào sáng nay. Đây là địa điểm tập trung đông người tị nạn Palestine sau khi sơ tán đến từ các khu vực khác ở dải đất. Mohamed Al-Mugay, quan chức cơ quan phòng vệ dân sự dải Gaza, nói rằng ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ tập kích, trong khi 60 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em,
Về phía mình, Tel Aviv tuyên bố nhắm vào thành viên Hamas.